Em Tuấn HD xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em lên sóng để giới thiệu với các bác một mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Gian, hay mà gọi chính xác theo tiếng Anh nó là Giant. Và nôm na theo tiếng một số địa phương thì các bác còn hay gọi là chiếc Gian T. Đây là một chiếc xe chính hãng được em mua xách tay từ bên thị trường Nhật về. Gian nó là một thương hiệu của Đài Loan và nó là một thương hiệu sản xuất xe đạp lớn nhất trên thế giới hiện nay. Đấy, chiếc Gian này thì có mã là TCR, Gian TCR các bác nhé. Chiếc này thì được trang bị sườn, khung sườn là carbon, càng trước càng sau carbon. Một chiếc xe nguyên bản và cái độ mới của nó thì còn khá là cao. Đấy, xe nguyên bản từ nhà máy sản xuất ra thì nó sẽ được trang bị như thế này. Chiếc này thì sẽ được sử dụng bộ group set Shimano 105 5008, gồm 2 tầng đĩa và 11 tầng lít phía sau, tương đương với 22 tốc độ các bác nhé. Đùi đĩa của nó là đùi đĩa Shimano này, hai cụm phanh ngàm trước sau đều là Shimano. Nguyên bản của nhà sản xuất ra thì nó sẽ được trang bị như thế này. Khung sườn carbon các bác, màu sơn là màu đen mờ. Màu đen mờ nhìn khá là sang trọng và cái màu này thì nó không bị dễ bám bụi như cái màu sơn bóng các bác nhé. Bác sờ tay vào cái tay có nước thì bác sờ vào nó cũng không bị để lại dấu vân tay, khá là sạch sẽ. Chiếc này có size theo nhà xuất là size S. Size S đây. Đấy. Size S và cái dòng ngang của xe là 52, đo thực tế nó là 52 các bác ạ. Đây là dòng ngang của xe, đo từ tâm của cọc yên các bác nhé. Tâm của cọc yên cho tới tâm của đầu cổ xe thì nó là 52 cm. Và cái gióng đứng của xe đo từ tâm của BB, tức là tâm của trục đạp. Tâm trục đạp cho tới đỉnh của gióng ngang nó là 41 cm và cho tới khóa cổ yên nó là 45-46 cm. Đấy. Với cái size này thì nhà sản xuất khuyến cáo các bác có chiều cao từ khoảng 1m66 cho tới 1m75, các bác đi mẫu xe này là vừa. Trạng thái hiện tại của chiếc xe với cái cọc yên như thế này, chiều cao như thế này thì em đang 1m70, em đang chiều cao em là 1m70 thì em ngồi đang là vừa. Đấy, các bác có thể quan sát này. Đấy. Và cái cọc yên này hiện tại thì nó đang không hạ thấp xuống được nữa, bởi vì là cái xe nguyên bản từ lúc sản xuất ra thì cọc yên nó khá là dài và cái chỗ điểm này, cái điểm này thì nó thắt lại ở đây. Đấy, cọc yên nó dài đến tận đây các bạn, rất là dài. Treo cái chiều này thì nó còn hạ được thêm rất là nhiều nữa, nó còn hạ được xuống tầm khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, còn hạ xuống được khoảng 10 phân nữa. Thế nhưng mà cái chỗ này nó bị thắt ở đây, bởi vì là cái cọc yên nguyên bản của nó người ta chưa cắt các bác nhé. Người ta chưa cắt thì các bác về, nếu mà các bác chiều cao nó thấp một chút, chiều cao thấp một chút thì các bác có thể cắt bớt cái cọc yên này đi để mình có thể hạ thấp cái cột yên này xuống. Cái này nó còn hạ xuống được tầm 10 phân nữa cơ. Đấy, xe về từ Nhật thì có giấy tờ mua bán ở bên Nhật, của giấy tờ thì đều mang tên của em là người mua và nhập trực tiếp từ bên thị trường Nhật về. Đấy, Gian TCR, số khung thì sẽ được dán ở dưới gầm các bác nhé, tát em sẽ quay sau. Và nguyên bản chiếc xe này về thì nó sẽ không đi kèm theo phụ kiện, bởi vì xe xuất xưởng ra thì chiếc này nó còn khá là mới nên là người ta chưa trang bị phụ kiện, nhưng mà em đã lắp sẵn phụ kiện vào tặng các bác rồi. Phụ kiện kèm theo thì có một chiếc đèn của Gian này, một chiếc đèn pin chiếu sáng đằng trước, đèn rất sáng luôn, sáng dã man con ngang. Một chiếc đèn chiếu sáng của Gian, cũng như là kèm theo gọng nước này, gọng nước kèm theo, và một đôi pedal chính hãng của Shimano, pedal cá các bác nhé. Bác nào mà khó sử dụng pedal cá hoặc là các bác không quen đi giày cá thì các bác có thể báo lại cho em để em sẽ đổi cho bác một đôi pedal thường để các bác dễ sử dụng hơn. Đèn hậu phía sau. Đấy. Chiếc này thì nó là một chiếc xe nguyên bản nên là nó cấu hình của nó thì nó sẽ được trang bị bộ cặp bánh của Gian này. Cặp bánh nhôm của Gian. Các bác nhìn quan sát cái độ mới của nó rất là mới. Và lốp của nó cũng là lốp nguyên bản từ đầu luôn, lốp Gian. Lốp Gian các bác nhé. Đấy. Lốp theo xe từ đầu, từ lúc xuất xưởng luôn. Bác nào mà thực sự quan tâm thì các bác alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại ở trên màn hình. Số điện thoại của em là 0888 391992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương. Các bác ở gần thì có thể qua trực tiếp để xem, mà các bác ở xa thì có thể thông qua video, cũng như là em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo cho các bác. Các bác cứ kết bạn Zalo, em sẽ gửi thêm hình ảnh cho các bác để các bác có thể quan sát một cái chiếc xe một cách trực quan nhất. Đấy, tầm giá chiếc xe này thì trên 20 triệu một chút. Trên 20 triệu các bác đã sở hữu một chiếc xe
rất là mới, độ mới rất là cao và được trang bị khung sườn carbon rồi. Đấy. Sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết để cho các bác cùng quan sát về cái ngoại hình phía bên ngoài của chiếc xe. Đây là phần đầu xe, phần tay phía bên phải đây. Đây là phần tay phanh, tay lắc cũng như là tay nắm cao su ở phía bên phải. Chiếc này do cái quá trình bảo quản ở trong kho cũng như là cái quá trình vận chuyển về thì nó có chảy xước nhẹ một chút ở cái phần đầu tay lắc, các bác có quan sát đây. Chảy xước nhẹ một chút thôi các bác nhé. Về những cái vết này thì so với tổng thể chiếc xe thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Đấy, dây cuốn zin từ đầu này. Tay phanh tay lắc còn rất là đẹp, khá là đẹp. Cao su vẫn còn mới. Đấy. Ghi đông pô tăng của xe là ghi đông pô tăng của Gian. Ghi đông pô tăng nhôm của Gian. Đấy, cái pô tăng này thì sẽ đo cái chiều dài của nó thì khoảng pô tăng 10 các bác nhé, pô tăng 10. Đó, từ cái nắp chụp này cũng là nắp chụp của hãng này, nắp chụp của Gian. Chén cổ của Gian. Chiếc này thì nó nguyên bản thôi. Đây là phần tay phía bên trái của xe. 105 5008 các bạn. Dây thì đi âm hết trong khung rồi các bác nhé. Dây con này thì đi âm trong khung. Thực ra là em bán xe thì em cũng không quan trọng lắm cái việc mà dây đi âm hay đi ngoài. Quan trọng là cái chiếc xe nó phải là xe chính hãng và cái bộ khung sườn cũng như là những cái bộ phận trên xe nó đều là cái hàng chính hãng và chất lượng của nó phải đảm bảo, phải là hàng tốt. Còn nếu mà cái bác thích một chiếc xe mà dây âm bởi cấu hình mà nó lại cao thì bác có thể lựa chọn những cái mẫu xe của Trung Quốc hiện nay như là Sava, Java, những cái hãng đấy người ta trang bị những cái chiếc xe với cái kiểu dáng đời mới và dây âm hết rồi. Đấy, các bác nào mà quan tâm mà giá với giá cả nó rẻ thì các bác có thể lựa chọn những cái mẫu xe Trung Quốc hiện nay. Còn cái việc dây âm dây ngoài thì đấy là tùy theo cái con mắt thẩm mỹ của mỗi người thôi. Nhưng mà chiếc này thì nó đi dây âm. Đấy, nói rõ luôn. Màu sơn các thứ này, đẹp. Đây là cụm phanh trước, cụm phanh Shimano. Đầu xe thì có dòng chữ Gian thương hiệu. Đây là phần càng phía bên phải xe. Càng carbon đó nhé, sơn đen mờ, rất đẹp. Càng rất là mới. Nước sơn đẹp. Vành bánh thì đều là đồng bộ vành Gian. Vành Gian, má thì còn đẹp. Chiếc này thì hầu như là nó người ta không sử dụng nhiều. Lốp là lốp của Gian. Lốp này là lốp 700x23, 723C. Vành Gian. Đùm trước cũng là đùm của Gian. Hầu như chiếc này thì nó chỉ có bụi thôi chứ nó không bị chảy xước các bác ạ. Hình thức xe còn rất đẹp. Em quay cái phần càng phía bên trái. Đây là càng trái của xe. Nước sơn đẹp các bác nhé. Chỗ này là cái vết băng keo nó dính vào nó hơi bẩn một chút. Vết băng keo thôi, không có chảy xước gì đâu. Đấy, tem của cửa hàng bên Nhật này. Cặp ti theo cặp bánh. Dòng chữ TCR nó là sơn ở phía bên trong của càng đấy các bác nhé. Đó là về phần tổng thể đầu xe. Mình sẽ quay cái phần khung sườn. Giống ngang. Đây là cây đứng của xe. Đó, size S các bác nhé. Size S. Chiếc này thì được sản xuất tại Đài Loan. Gian là một thương hiệu của Đài Loan và chiếc này cũng được sản xuất tại chính đất nước Đài Loan. Sang đĩa. Sang đĩa gạt đĩa là 105 5008 các bác nhé. Mới, không chảy xước. Đùi đĩa Shimano, đĩa 50-34, đĩa 50 đĩa nhỏ 34 và cái răng đĩa thì nó còn đen nhánh. Đùi đẹp không có chảy xước. Pedal cá Shimano kèm theo.
Đây là phần càng phía sau các bác, vẫn nguyên cái băng dính để chống va đập xích này. Dây thì đi âm đến tận phần đuôi của càng sau. Đó, cùi đè sau 1055.800 rất là mới các bác nhé, rất mới. Hầu như là nó chỉ có dính bụi thôi các bạn, không có chảy xước gì cả. Líp cũng là líp của 5.800, Shimano 5.800. Với 11 tầng líp nhỏ nhất của nó là, để em quan sát, líp nhỏ nhất là líp 11 các bác nhé, líp 11 và líp lớn nhất là líp 28. Đấy. Với một cái cấu hình líp này thì các bác đã có thể đi đa địa hình được rồi. Địa hình đường trường cũng như là địa hình mà nó hơi dốc dốc một chút thì các bác cũng sử dụng đạp ok. Vành bánh phía sau cũng là vành bánh của Gian, bánh 723C. Lốp Gian các bác nhé, lốp Gian, vành Gian. Lốp thì còn khá là ok, khá mới. Lốp chọc, lốp đua, dòng lốp đua của Gian. Cùng bên sau cũng phanh Shimano, cọc yên. Yên xe là yên của Shelly Italy, yên còn khá là mới. Shelly X1 chính hãng sản xuất tại Italia các bác nhé. Đó, em quay cái phần bên trái của xe. Sườn thì nói chung là đẹp, không có chảy xước gì chỗ nào. Mà cái tầm giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Đấy. Trên 20 triệu. Đùi trái. Hai càng phía sau thì cũng đẹp, không có chảy xước một chút nào luôn các bác nhá. Xe này gần như là xe mới luôn, mới tinh luôn. Đấy. Gầm xe thì tem mác ở dưới gầm đây, tem mác của nhà sản xuất như là tem của sườn này. Số khung các thứ là nó trùng khớp với giấy tờ của em mua hết các bác nhá. Đấy. Tem QC, xăng đĩa các thứ là còn mới đẹp. Vừa rồi thì em đã quay tổng thể chi tiết chiếc xe Gian, một thương hiệu đến từ Đài Loan, và đây là một chiếc xe xuất sang thị trường Nhật, được em mua xách tay từ bên Nhật về, tầm giá trên 20 triệu. Các nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì các bác có thể alo cho em Tuấn qua số điện thoại 0888391992, em nhận bao ship toàn quốc. Đó. Bác nhận hàng kiểm tra ok đúng hàng thì bác thanh toán giúp em. Video này thì em xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và đồng hành luôn cùng hành cùng xe đạp Tuấn HD. Xin hẹn các bác ở những chiếc xe lần sau. Xin chào các bác.